Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã theo dõi phóng sự để biết đâu trong trường hợp nếu như nhà quý vị có con nhỏ hoặc người lớn tuổi gặp tình trạng bị bỏng như vậy thì chúng ta cũng sẽ có những phương pháp xử lý đúng và kịp thời để tránh gây những hậu quả biến chứng sau này. Thưa quý vị, và khi quay trở lại về dịch bệnh COVID-19 ở nước ta, mặc dù khi nhắc đến Việt Nam là một quốc gia có những công tác phòng chống dịch COVID-19 có những dấu hiệu rất khả quan và không ghi nhận các ca mắc mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên thế giới thì chúng ta không được chủ quan. Chưa kể tình trạng một số người dân ý thức kém, vượt biên từ vùng dịch trở về nước vẫn còn. Vì thế chúng ta không thể lơ là, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn hiện hữu. Và thưa quý vị, trước thực tế này thì bên cạnh việc quay trở lại sinh hoạt sản xuất bình thường, các địa phương sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo phòng dịch, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, một trong những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao nhất, ghi nhận tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bệnh viện Gia Liễu Trung ương, những ngày nắng nóng, bệnh nhân đến khám có ngày tăng tới 30% so với trước. Để bảo đảm an toàn, các chốt kiểm dịch vẫn được duy trì ngay tại lối ra vào bệnh viện. Theo đó, tất cả người dân tới viện đều được đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế, kịp thời phát hiện trường hợp có bất thường về sức khỏe. Tại một số khu vực chờ khám, việc giãn cách bảo đảm khoảng cách an toàn cũng được duy trì. Mặc dù sẽ mất thêm thời gian trước khi được vào khám, nhưng tất cả người dân đều đồng lòng. Khi đến thì các bác cũng bắt kiểm tra sức khỏe, rồi cũng sát khuẩn, đeo khẩu trang thực tế. Nói chung là an toàn, không có sợ Covid, không biết gì cả. Cho nên thấy yên tâm. Mấy hôm trước thì nắm đi, hôm tháng 3 thì cũng nắm đến, nhưng mà đến bây giờ đến thì thấy vô tư, không sao cả. Bên cạnh đó, nhiều biện pháp khác cũng được Bệnh viện Gia Liễu Trung ương triển khai để phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm khám chữa bệnh an toàn trong giai đoạn mới. Ban lãnh đạo bệnh viện cũng đã thành lập ban phòng chống dịch của bệnh viện với rất là nhiều các cái tổ từ chuyên môn đến hỗ trợ tiếp đón, thì bệnh viện vẫn đảm bảo cái công tác sàng lọc người bệnh được hạn chế, tránh phân luồng, giúp cho cái đảm bảo cái an toàn trong công tác của phòng chống dịch. Khi mà có cái đối tượng có nguy cơ thì chúng tôi sẽ triển khai khám cách ly những cái đối tượng đó để hạn chế có cái yếu tố lan ra cộng đồng. Về vấn đề thứ hai là đó là cái vấn đề đảm bảo về vô khuẩn, từ cái khâu rửa tay, rồi đeo khẩu trang thì vẫn tiếp tục được đội ngũ nhân viên hướng dẫn nhắc nhở người bệnh khi đến khám tại bệnh viện. Tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, lượng bệnh nhân tới thăm khám cũng tăng cao từ khi hết giãn cách. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện đón tiếp khoảng 600 đến 700 lượt người. Vào những ngày này, giờ khám bệnh được đẩy lên sớm hơn, bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng để tăng số lượng người khám trong một ngày, bảo đảm người dân không mất nhiều công đi lại. Tất cả người đến bệnh viện đều phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay đầy đủ. Bệnh viện cũng vẫn tăng cường cái việc là tuyên truyền để cho bệnh nhân cũng như người nhà là đăng ký cái khám chữa bệnh trên đặt lịch hẹn khám ấy, để tránh cái tình trạng là tập trung đông người tại một vị trí. Và đối với bệnh nhân khám ngoại trú với những cái bệnh mãn tính thì mình cũng vẫn đang thực hiện cái chuyện là mình cấp thuốc ngoại trú từ 2 đến 3 tháng. Với đặc thù có lượng bệnh nhân nội trú đông, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội thắt chặt kiểm soát người thân thăm nuôi, hạn chế nguy cơ lây nhiễm nếu có. Ngoài ra, các bữa ăn cũng được bệnh viện cung cấp tới tận giường bệnh, hạn chế việc bệnh nhân và người nhà đi ra bên ngoài. Để đảm bảo là mình vẫn điều trị được cho bệnh nhân và vẫn đảm bảo được cái an toàn cho người bệnh thì bên khoa xạ trị cũng chia các ca xạ trị và nhân viên y tế có thể làm từ 5 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối. Hoặc là trên khoa hóa chất thì các bác sĩ cũng sẽ chia theo ca truyền ấy. Để đảm bảo là làm sao là bệnh viện vẫn đảm bảo cái việc là bệnh nhân không nằm ghép. Và hiện tại thì bệnh viện cũng vẫn đang duy trì cái việc là một bệnh nhân thì tối đa chỉ có một ngày người nhà ở lại chăm sóc bệnh cho bệnh nhân. Và tất cả các trường hợp mà ở lại thì cũng đều phải được có sự đồng ý của trưởng khoa. Việc các bệnh viện chủ động biện pháp phòng ngừa COVID-19 sẽ tạo sự yên tâm cho người dân đến khám bệnh, bảo đảm sức khỏe cho nhân viên y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong tình hình mới.